Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 6 nhâm dần, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc tổ chức khóa tu Bát Quan Trai tại Tổ đình Cổ Lâm, thôn Hà Nha, xã Đại Đồng. Có hơn 400 Phật tử tham gia tu học trong một ngày. Chứng minh và tham dự có Đại Đức Thích Thắng Thiện, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, Trưởng Ban tổ chức Đại Đức Thích An Hiệp, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong huyện. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, Đại Đức Thích Đồng Khâm truyền trao giới pháp và sách tấn đại chúng thực hành tu tập Bát Quan Trai, tinh tấn, dõng mãnh. Tiếp theo, đại chúng được đón nhận thời pháp thoại của Đại Đức Thích Thông Định với chủ đề Bình An giữa vô thường. Đại Đức hướng dẫn đại chúng nhận diện vô thường mà hướng đến tu tập, hãy học hành của Đức chấp nhận và tha thứ để có cuộc sống an lạc trong hiện tại. Đại Đức chia sẻ. Chiều cùng ngày, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Hành Đạt, giám tự Tổ đình Cổ Lâm, toàn thể đạo tràng Phật tử đã thực hiện các thời khóa tu học, kinh hành niệm Phật, lạy Phật sám hối, vấn đáp Phật Pháp. Được biết, đây là khóa tu Bát Quan Trai tập trung toàn huyện lần thứ hai do Ban trị sự Phật giáo huyện tổ chức trong năm 2022.